Hai mọi người, cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái cây ổi mà tụi mình đã ghép mấy tháng trước và nó đã thành công á mọi người. Thì mình sẽ cho mọi người cùng xem nè. Giống như mình nói á, cái tape nó sẽ tét nứt ra nè mọi người. Và cái dấu mà mình ghép á, nó sẽ liền lại với nhau như là một vết thương mà nó liền lại vậy đó. Thì mọi người thấy ở đây nè, có một cái cây nó lòi lòi ra đó là một từ cái nhánh ổi 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 ngon của mình đó, mình cắt đó, mình ghép vô cây gốc gốc này là ổi mễ đây. Ổi mễ là cái gốc này thì mình ép hai cái lại bên ổi mễ này, bên ổi ngon nè, mình quấn lại với nhau để cho nó liền da. Thì cây này là cây thành công rồi nè mọi người. Đó. Cho nên nó lòi ra cái này từ từ, cái chỗ này nó sẽ phình ra và nó liền luôn, là mình không có biết được là cái cây ổi ghép luôn. Nó hay không mọi người? Đây là cây ổi Ruby Thái của mình, một trong những cây mà cũng lớn ở trong vườn của mình đây nè. Mình vừa ghép vừa thành công mà nó cũng đậu được một trái nhỏ xíu nè. Tụi mình cũng để vậy thôi, không biết nó có lớn hay không. Đó. Đó là những cái cây mà thành công. Qua bên này cũng vậy nè mọi người. Đây là một cây nữa. Đây, cũng y chang luôn mọi người. Đây là cái gốc mễ rồi ghép vô cái nhánh ngon. Thì cái nhánh ngon nó chỗ mình khất nó lòi ra nè. Hôm nay nó cũng liền rồi, mọi người thấy không? Nó liền rồi. Chồi nó cũng mọc rồi là nó ok rồi. Cây mấy cây này thì nó gọi là gì, nó đậu lâu lắm rồi, nó liền lâu lắm rồi, nó rất là khỏe rồi. Đó thì mình sẽ quay cho mọi người biết là sau khi mà nó liền đó là nó sẽ giống như vậy nè. Thì blader mình cắt cái phần này, cắt sát vô, giục cái khúc này đi. Rồi từ từ cái cây nó sẽ liền lại, nó thành một cái cây rất là đẹp luôn. Đó. Qua bên này cũng thêm một cây nữa y chang luôn. Đó. Mọi người coi nè. Cái mấu ghép nè. Nó liền luôn rồi, thấy không? Đó, chỗ mà tụi mình quấn 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 thép nè. Cái thép này đó từ từ nó sẽ nứt ra. Nứt ra, nó bể ra. Đó, mọi người thấy đó. Đó. Chồi nó mọc nè. Chỗ ghép của mình cũng là cũng liền rồi nè. Đó. Mình xem nè, hai bông luôn nè. Đó thì đó, tụi mình cứ rảnh rồi ghép giống như là gọi là thực hành vậy đó, cứ lai rai vậy thôi. Một cây nhỏ nhỏ có một hai trái để cho ăn vui, coi như là có thêm một hai trái cũng được. Đó đó là sự thành công sau khi ghép đó mọi người. Nhiều ở trong vườn mình có nhiều lắm, tụi mình cứ hay ghép như vậy đó để cho vừa vừa tặng bạn bè mà cũng vừa practice luôn. Bên này hồi nãy anh làm mà mình không có quay nè. Đó. Đây. Một cây này á, hồi xưa là có hai nhánh. Tụi mình ghép hai nhánh nhưng mà nhánh này không có thành công nè mọi người, chỉ còn lại nhánh này thôi. Thì nhánh này nó khỏe rồi, mọi người thấy không, nó cũng liền rồi nè. Đó, nó lòi ra cái nhánh mà chính của mình cắt, còn này là gốc mễ. Đó, cây này cũng thái ruby luôn, trái này nhỏ xíu nè. Ảnh thì ảnh thích giống này nên ảnh cưng lắm, ảnh ghép nhiều. Đó, còn cây này cái gì không? King Kong King Kong. Mấy mấy tháng trước á, mình có mua được một cái ổi King Kong. Thì cái ổi King Kong á, mình nghe nói là nó ngon lắm, trái nó bự lắm, mà nó có hộp không? King Kong có hộp nhưng mà ít hộp, nhưng mà cái trái nó rất là bự. Bự lắm luôn. Cho nên là tụi mình cũng tò mò, cũng mua, mua về thì cái cây nó nhỏ xíu xíu à. Nó nhỏ mà nó ốm mà nó cũng mắc tiền lắm mọi người. Thế là tụi mình mua về và ghép vô cái ổi mễ này. Thì một nhánh á, là ảnh làm King Kong, một nhánh á, là ổi Thái không hạt. Thì mình cũng không biết tại sao ảnh phải chọn hai cái loại này vô một cây, nên mình cũng không hiểu tại sao không để một cây duy nhất một loại thôi. Đó thì đây nè.
ảnh ghép nè, cái mẫu ghép của ảnh vừa hai nhánh, hai cái cành cành ngon nè, vô một cái thân của ổi ổi mễ thì nó đã sống rồi mọi người, thành công rồi. Một bên thì ra bông rồi, còn một bên thì đâm chồi healthy rồi. Mai mốt mà mình có trái cái ổi King Kong á, mình sẽ khoe cho mọi người. Hiện tại mình cũng chưa có, nhưng mà mọi người có thể tìm hiểu về nó. Nó bự lắm mọi người, nó là một cái cây mà cũng nên trồng. Rồi thì đó, vài cây mà tụi mình ghép mà nó thành công á thì chia sẻ với mọi người thôi. Còn những cái ổi Đài Loan này là tụi mình chiết không, chứ không phải là ghép. Tại vì từ cái cây mẹ của mình đó, mình chiết. Ở đây là cây, cũng là một cây ổi Thái. Ổi Thái đó mình cũng chiết. Đa số là ổi Ruby á, mình mới ghép. Tại ổi Ruby cái cây mình nhỏ lắm, mình phải ghép thôi, tại mình đâu có cành đâu mà mình chiết. Thì đó là sơ sơ mấy cái cây mà tụi mình ghép thành công đó. Còn một cây nữa nè, cái này cũng là Thái Ruby mà nó liền rồi nè mọi người. Đó, mai mốt đó, từ từ nó liền ra, nó nứt cái thép nó rụng hay là mình tháo ra cũng được. Đó, tháo ra luôn đi. Đó, nó liền rồi, nhìn dễ thích, nhìn cưng ha mọi người ha. Nó như là một vết thương vậy đó, nó liền rồi, thấy thương ơi là thương luôn. Đó, cây này là ổi Đài Loan. Ở Đài Loan thì là chiết.